để đảm bảo đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm cho người dân tại các khu vực phong tỏa cũng như thực hiện giãn cách. Mới đây, phường Thọ Quang đã tổ chức chợ tạm để ban điều hành khu dân cư đi chợ cho người dân, cung ứng kịp thời đến từng hộ gia đình. Khu vực chợ tạm được phường Thọ Quang thiết lập tại khuôn viên sân giáo xứ Sơn Trà trên đường Nguyễn Văn Huyên. Các quy định phòng chống dịch, nhất là 5K, được thực hiện chặt chẽ. Tại đây có 5 tiểu thương đảm trách bán hàng cho các ban điều hành, bao gồm các loại thịt và rau củ quả. Các tiểu thương tham gia bán đều được xét nghiệm và âm tính với SARS-CoV-2. Địa phương thì cũng đã liên hệ với ban quản lý chợ Mai cùng các tất cả các tiểu thương và các đầu mối hỗ trợ cho địa phương để mở cái chợ tạm tại bên cạnh ủy ban nhân phường là giáo xứ Sơn Trà. Thì quy trình thì người dân đi chợ thì 3 ngày đi một lần, và lực lượng chính đi chợ cho người dân là tất cả các thành viên tổ trưởng tổ dân phố là được đi chợ nhận phiếu của hộ dân và tới mua hàng để về cung cấp lại, và chia khoảng cách ra thời gian giãn cách để làm như thế nào đó đảm bảo trong cái tình hình phòng chống dịch. Thực hiện theo quy định thì bình ổn giá và có bảng giá niêm yết tại chợ, và cũng giống như là khi tổ dân phố đi mua về thì cũng có giá trên cái bill, là người dân tự trả tiền đó cho tổ dân phố. Phường Thọ Quang có gần 40.000 dân với 103 tổ dân phố. Để đảm bảo người dân ai ở đâu thì ở đó, các ban điều hành tại khu dân cư đã rà soát, thống kê nhu cầu của từng hộ dân, từ đó tổng hợp lại để đến mua tại chợ tạm này. Chị em ở trong khu phố tổ 55 này rất là an tâm. Cứ tổ trưởng thì chu cấp thực phẩm, cứ thì tôi đi mua đồ cho chị em trong khu phố đồ là đầy đủ hết rồi. Trước khi đi chợ cho dân này, trước ngày đó là chúng tôi sẽ lấy thông tin của toàn dân. Ai mua thịt hoặc là mua rau củ quả. Sau đó bắt đầu cái là nêm lên đây là nộp phiếu. Rồi thứ tự từng người một, rồi trong ban quản lý đi là sẽ ra thịt, ra hàng, rồi đồng thời lấy số thông tin điện thoại. Bắt đầu đi dựng về cho tổ trưởng lên thanh toán tiền rồi mang về cho dân. 3 ngày đi chợ một lần, hàng hóa thiết yếu đảm bảo chất lượng và giá cả. Mô hình chợ tạm tại phường Thọ Quang giúp cung ứng kịp thời cho người dân, qua đó giúp họ yên tâm ở nhà để góp phần cùng thành phố sớm đẩy lùi COVID-19.